Rồi xin chào các bạn ha, chúc các bạn cô chú anh chị được sức khỏe. Hôm nay lên cây mai chiến thủy lá trung nha cô chú anh chị. Thì để mình đo hoành này cho cô chú anh chị xem ha. Thì cái hoành đây hoành 19 nha cô chú anh chị, nghe tay nè, mười hoành 19 ha. Nó cao cao 19 luôn cô chú anh chị ơi, ngang tán ngang 29 ha. Tán ngang 29 ha. Hoành 19, cao 19 ha, tán ngang 29 ha cô chú anh chị, lá trung ha. Thì cây này cũng muốn về chơi được rồi, để bằng trà là ok ha. Mâm mút rồi xong cũng xong hết rồi ha. Chỉ còn phần ngọn nhẹ vậy thôi. Chú anh chị về lợp lại ha. Thẹo thì nói chung còn có thẹo đây à. Bằng ngón trỏ ha, nè, nè cái thẹo đây nè. Thì nó cũng muốn liền rồi ha, nè, nó bằng ngón trỏ nhẹ nhẹ có cái thẹo đây à ha. Còn nhiêu là liền hết rồi nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem ha, thì phần ngọn thì cô chú anh chị về lập thêm. Lá trung nghe cô chú anh chị, mâm mút rồi nó xong hết rồi. Phong đồ đủ hết rồi ha. Cây này thì giao lưu với anh chị, cô chú anh chị là 1.500.000 ha. 1.500.000, bán đây là con không có bao tiền ship nghe cô chú. 1.500.000 ha. Mã số 1 nghe cô chú anh chị, mang thủy lá trung. Thì này cũng xong cây rồi, còn cái ngọn thôi ha, cô chú anh chị về làm thêm ha. Thì cái chung cây này cũng khéo cây lắm ha. Chú anh chị về không còn ống kẽm nữa nha. Chú anh chị về làm cái ngọn nữa là xong cây ha. Ngọn thì làm cũng lẹ nha chú anh chị. Khi chú anh chị nhận cây á, để trong mát chừng 3 bữa thôi là đem ra nắng. Bữa hay bữa thôi, đem ra nắng là nó mới mạnh nha. Đừng cho ăn khoan phướng hết, chỉ tưới nước, giữ nước cho nó ha. 1.500.000 nha chú anh chị. Rồi qua mã số 1 của chú ơi. Mã số 2 cũng một cây mai chiến thủy ha, lá lớn. Mà cây này thì tiểu cảnh cũng đẹp nha, nó già dữ lắm rồi nha chú anh chị xem nè ha. Ú ụ rồi ha, nó già dữ lắm rồi ha. Đế rễ ha. Thì này tiểu cảnh rồi hay ha, mình đặt thêm một hai cái tượng gì đây là đẹp ha cô chú anh chị. Thì nè. Nó cái quẹt ha cô chú anh chị so sánh ha. Thì cái này bán cô chú anh chị là 350.000 ha. Bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú anh chị. 350.000. Khéo cây lắm nghe cô chú. Cây này thì về làm tiểu cảnh này kia đẹp ha. Để bàn trà đồ là ok ha. 350.000. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Bán này là con không có bao tiền ship nha. Rồi, qua mã luôn. Mã số 3. Mã số 3 cũng mai chiến thị lá lớn nha, lá trung nha cô chú anh chị. Nè. Chú anh chị xem nè ha. Cái thân ở đây thì cũng mười mấy nha cô chú. Thì này tàn đồ là sẵn hết rồi, về chỉ cắt gút thôi. Mặt tiền này ha. Nè chú anh chị xem ha. Thì nói chung cái cây này cái quẹt là nó bự hơn cái nó bự hơn cái quẹt nha cô chú anh chị. Nó cao hai mấy á. Cao gan tay ha. Các quẹt ha. Đế nè. Này là để bằng trà mình nuôi từ từ ha. Bệ luôn nha cô chú. Này nó bệ nha. Bệ ra nè. Cục luôn nha, nung nha. Cục già lắm mà cô chú ơi. Ba 300.000. Mã số 3 nha cô chú. Bán này là còn không có bao tiền ship nha cô chú anh chị. 300.000. Về là bông này kia rồi của chú anh chị chơi ha. Mã số 3 nghe không chú anh chị. Mai chiến thủy ha. Nè chú anh chị xem nè. Thì nó ok lắm, nu nè, cục luôn nè. 300.000. Rồi qua mã luôn của chú ơi. Mã số 4 cũng một cây mai chiến thủy ha. Này nhỏ ha cô chú. Thì nói chung mỗi cái loại hàng nó khác nhau ha. Cái này thì một bệ nha. Nó cũng già dữ lắm rồi ha. 200.000. Mã số 4 nha cô chú. 200.000 nha. Hẹo này xử lý kỹ lắm mà cứ nuôi từ từ liền hết hả cô chú ơi. 200.000 ha. Bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú. Mã số 4. Mã chiến thủy ha. 200.000. Bán này con không bao tiền ship, mã số 4 nha. Rồi, mã số 5. Cây sâm hương cô chú ơi. Ho mặt tiền ha. Đẹp lắm nha cô chú. Thì nói chung nè, chậu này cũng châu tàu rồi ha. Rễ thì ăn ra ngoài rồi. Tàn thì cũng mịn mịn nè ha.
này để bàn làm việc thì ok, 200k, mã số 5 nghe cô chú anh chị, sâm hương nha, 200k, bán đây là con không có bao tiền ship nha, mã số 5 nghe cô chú anh chị, 200k, bán không có bao tiền ship nha, rồi qua mã luôn ha, mã số 6 là cũng cặp sâm hương nghe cô chú, nè, 2 cây. Cái này thì nói chung chạy vô cái chậu này thường thôi chứ vô cái chậu đẹp chút là nó ok nha cô chú. Tay tàn mạnh rồi ha. Nè. Cô chú anh chị xem nè, mặt tiền nè. Thì nói chung mấy cây này là già mạnh hết rồi nghe cô chú anh chị yên tâm ha. Ồ, cây này mà có chậu Nhật nó vô rất đẹp nha cô chú. Với cây này. Thì một cặp nha cô chú anh chị. Ồ, 170k. Bán này là còn không có bao tiền ship nha cô chú. 2 cây ha. Nói chung nó to chứ không có nhỏ nha cô chú. Cái này thì nè, con tay cái này nó cũng bằng, cũng gần bằng ha. Cái này mà có chuột Nhật nó vô là ok ha, trực nha. Đó, chú anh chị xem ha, 170k, mã số 6 luôn cô chú ơi, mã số 6 ha, cặp sâm hương 170k luôn nha cô chú. Rồi, qua mã luôn, mã số 7 cô chú ơi. Mã số 7 là một cây cây nguyệt quế với một cây sâm hương nha. Nè. Ồ, cây nguyệt quế này thì đế thì nó đều lắm ha, mới cắt giật nó lại. Thì cắt gút chủ yếu mình chơi cái hình nón lá thôi là đẹp ha. Đế thì đều nha. Ồ, với cây sâm hương quái. Cây sâm hương quái vậy ha. 160k. Bán này còn không có bao tiền ship nha cô chú. Mã số 7 nha. Mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 7 qua mã luôn cô chú ơi. Qua mã ha. Rồi, mã số 8 cô chú ơi. Cái này là cái này thuộc dàn cây siêu mini nha. Tung nu nha cô chú. Đế thì 24 giờ luôn nha. Để đẹp mấy ông chú về có cái chậu thì cây này một lần nằm chậu lớn. Giờ rút vô chậu nhỏ nè, cô chú anh chị coi nè ha. Nó xong cây là nó cỡ như đây ha. Cỡ xong cây cỡ mà để đo thử coi ha. Thì cây này thì nó thuộc dạng đẹp của chú ơi. Xong cây nó khoảng 13 cm nha chú. 13 cm nha. Xong cây 13 cm nha chú. Để đo cái hoành luôn cho cô chú anh chị xem ha. Hoành chỗ này nè là 13 nha. Nè chỗ này nè, 13 nha cô chú. Nè chú anh chị thấy ha. Thì nó 14 lần nhưng mà nó 13 đi. Quanh 13 ha. Ồ, cây này khéo cây lắm ha. Phong đồ này kia là ok hết nha. Tay tàn đồ là nó vừa nha. Ồ. Cây này giao lưu cô chú anh chị là 950k ha. 950k. Bán này còn không có bao tiền ship nha cô chú. Này nó cao có 13 cm nè. Thì nói chung cây nhỏ này khó làm hơn cây lớn nha cô chú. Ồ. Vì là về chú để nuôi một lúc nữa là tháo dây kẽm ra cắt gút là cây nó đẹp ha. Ồ, 950k, mã số 8 nha cô chú. Bán này là con không có bao tiền ship ha. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị sức khỏe ha. Ồ, với lại nè cô chú anh chị thấy nè, hàng này sưu tầm nghe chú, thì nói chung nó già nu nu cục luôn nghe chú, già dữ lắm rồi. Ồ, cái hàng này nu cục ha, không có lỗi của chú ơi, chung cái hàng này nu dữ lắm mà để sưu tầm ha, để coi coi là một lúc ha, được cũng giao lưu với cô chú anh chị ha. Đó. Cái hàng này thì nó nu nè cô chú anh chị thấy ha, nu cục luôn ha, lá lớn của chú ơi, chung lâu lâu mới gặp cây nu vậy ha, chứ cũng khó gặp, thì để từ từ giao lưu, cũng giao lưu nhưng mà từ từ ha, nu một bệ luôn của chú ơi nè, ngón cái ngón bự hơn ngón cái nhiều lắm nha, đó, nu cục luôn, thì hàng sưu tầm mới cũng mới sưu tầm được ha, rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe.